Phát huy giá trị di sản văn hóa Huế được xem là động lực và cũng là mục tiêu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, phát huy như thế nào khi mà vẫn đang tồn tại khá nhiều điểm nghẽn cả về cơ chế chính sách lẫn nguồn lực đầu tư? Đây là một vấn đề lớn và đã được Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tiến hành giám sát và ghi nhận những ý kiến kiến nghị, bước đầu tiên để tiến tới điều chỉnh những bất cập hiện nay và hình thành cơ chế đặc thù để phát huy giá trị di sản trong tương lai. Từ sau khi quần thể di tích cố đô Huế được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại vào năm 1993, công cuộc bảo tồn và trùng tu di tích Huế với sự quan tâm đầu tư từ trung ương, địa phương cùng những hỗ trợ cả về nguồn kinh phí và chuyên gia của các tổ chức quốc tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Không chỉ nhiều công trình tiêu biểu được trùng tu phục hồi, mà đi kèm với đó là việc trả lại không gian xanh vốn có của các điểm di tích này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được so với tiềm năng, lợi thế sẵn có của một địa phương đang sở hữu và đồng sở hữu 7 di sản được thế giới vinh danh, cùng sự giàu có được đánh giá bậc nhất cả nước của hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể khác, thì việc phát huy giá trị di sản văn hóa Huế hiện vẫn chưa tương xứng khi có nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc cả trong cơ chế chính sách pháp luật cũng như nguồn lực đầu tư. Hiện nay khi đi thì chúng tôi thấy có 3 cái vấn đề đang nổi lên. Một cái vấn đề thứ nhất thì đúng là cái hệ thống pháp luật và quy trình của chúng ta. Một vấn đề thứ hai là điều kiện và nguồn lực. Và vấn đề thứ ba là cái tổ chức quản lý. Như ngày cuối tháng 3 vừa qua, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội đã khảo sát tại một số điểm di tích của Huế, cùng với việc tổ chức hội nghị tham vấn các chuyên gia về tình hình thực hiện chính sách pháp luật, về bảo vệ, phát huy giá trị di sản cố đô Huế, trong nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc này cho Huế nói riêng và các địa phương có di sản văn hóa khác nói chung. Đề xuất của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng, trong bối cảnh quản lý di sản văn hóa nói chung và văn hóa Huế nói riêng đã có nhiều thay đổi, vì vậy cần sớm sửa đổi bổ sung luật di sản văn hóa cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời xem xét sửa đổi quy định tại luật đầu tư công vốn đang là nút thắt, làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư và ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ kế hoạch giải ngân vốn đã được bố trí hàng năm. Xây dựng cơ chế đặc thù cho địa phương để huy động nguồn lực trong đầu tư, bảo tồn và phát huy giá trị di sản là vấn đề được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Dung cùng nhiều đại biểu tham gia kiến nghị. Tôi nghĩ là chúng ta nhìn Huế phải là với tư cách là một đô thị sinh thái, một thành phố di sản. Vậy thì không chỉ chú ý đến cái văn hóa nhé, mà phải nhìn nó một cách tiếp cận tổng thể. Thì nếu ta nhìn như vậy ấy, mà tạo được sự đồng thuận của doanh nghiệp, của cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng, và trình với chính phủ một cơ chế đặc thù cho một cố đô duy nhất cả nước còn tương đối nguyên vẹn. Huế cần có một sự đầu tư đặc biệt, bởi vì Huế quá nhiều di sản phi vật thể giàu có. Nếu như không muốn nói rằng là một trong những cái tỉnh giàu có nhất đất nước. Vậy vì nếu như chúng ta không làm ngay thì chúng ta sẽ mất đi những cái cơ hội để làm giàu cho Huế, để làm cho đời sống của người dân được phát triển và để đóng góp vào cái kho tàng di sản vô cùng phong phú, vô cùng độc đáo của đất nước chúng ta. Cùng với đề xuất về cơ chế đặc thù, 5 điểm bất cập trong quản lý bảo vệ di sản văn hóa Huế hiện nay cũng được tiến sĩ Lê Thị Minh Lý chỉ ra. Trong đó nổi lên là đến nay địa phương vẫn chưa xây dựng được danh mục bảo vệ di sản. Tổng kiểm kê không có nghĩa là lên một cái danh mục, lên một cái danh sách, mà quá trình tổng kiểm kê đó chính là quá trình nhận diện sức sống của di sản và nâng cao nhận thức cho cộng đồng về giá trị di sản của chính họ và cái thách thức cũng như là cơ hội trong việc bảo vệ cái di sản đấy. Thì tôi nghĩ là thành phố Thừa Thiên Huế cần phải làm ngay cái này thì mới có thể bảo vệ được. Phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa Huế cũng được các đại biểu nhìn nhận là yếu tố rất quan trọng. Xem xét để người dân sống chung tại khu vực eo bầu cùng một số đề xuất khác được kiến nghị lên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội. Ủy ban sẽ có cái làm việc
báo cáo lại Thường vụ và Quốc hội để xem xét, rà soát lại cái luật có hai cấp độ. Một cấp thứ nhất là sẽ làm việc với phía chính phủ để xem những văn bản dưới luật chúng ta có thể giải thích như thế nào. Và vấn đề thứ hai nữa là nếu đụng nhiều đến luật thì bắt buộc rằng chúng ta phải rà soát lại luật ở ngay chỗ này. Chúng tôi sẽ cùng kiến nghị và cùng đi cùng với chính phủ để triển khai cái quy chế đặc thù cho địa phương. Đánh giá đúng thực trạng quản lý và những vấn đề liên quan đến bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của Huế nhằm có những thảo gỡ điều chỉnh kịp thời, được ví như việc bắt đúng bệnh để kê đơn thuốc cho bệnh nhân, thể hiện vai trò hướng về cơ sở của Quốc hội trong giám sát việc thực thi chính sách pháp luật tại các địa phương. Cùng với sự nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế, hy vọng những đề xuất vướng mắc sớm được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan thảo gỡ, tạo sự thông thoáng cũng như tiếp thêm nguồn lực trong công cuộc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Huế thời gian tới.